Thế giới quan dị năng, một học bá oan chủng sống lại, nhưng bị ép tác hợp cho bạn học nói chuyện yêu đương. Tết là vì đập chính phú. Sống lại trước 28 tuổi, uống rượu giả qua đời. Kết quả vừa thức tỉnh lại, về tới lúc mình lên trung học cơ sở mỗi ngày đều đập chính phú bạn học. Sau đó liền bị buộc chặt cái hệ thống, bắt đầu cắn người khác yêu đương đường kết quả chơi đùa phát hiện mình bắt đầu cứu vớt thế giới. Chương không kíp nổ nhưng mà nhà hát nhỏ chiếm đa số. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 1 Ta đập CP vĩnh viễn không be. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Chỉnh lý gian phòng cái gì vẫn là thôi đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 3 Tuyệt địa cầu sinh, không phải Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Học kỳ mới tình cảnh mới, cuối cùng phụ thế giới quan thiết lập Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Đọc sách, uống quá rượu, nhân sinh một nhanh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Uống rượu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mới quen chăn nuôi viên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Chăn nuôi viên, ít, việc vui người bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Liên quan tới đến trường là cỡ nào làm người tuyệt vọng một việc? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.